16 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8 năm 2015. Mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều và cũng là thời gian vui chơi của những trẻ nhỏ ở nông thôn. Một nhóm trẻ chơi đùa tại một khu đất trống tại xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trong lúc chơi trò trốn tìm, cháu Tú Anh tuột xuống giếng theo đường ống nước trong lòng giếng để trốn. Và một tai nạn bất ngờ xảy ra. Em thấy vậy, anh hô la lên là mình lấy sợi dây mình thòng xuống, mình vớt cái bé, mà cứ hẻ cái vớt cái tuột riết xuống cái này vớt cũng được. Lúc đó thì rị dây lên, dây bé nắm được khoảng 3 mét mấy nhưng không rị bé lên được. Thì trước cái tình huống đó thì tôi có chỗ liên hệ với cái đơn vị mà đóng giếng ở trên địa bàn của xã, cho mượn một cái hông gió để tiền gió trực tiếp xuống cho bé phẻ. Đồng thời có điện chỉ đạo hai lực lượng công an với quân sự đến nắm hiện trường và bảo vệ hiện trường, không cho người dân hiếu kỳ đến xung quanh cái giếng để tạo cái không khí cho bé được là hón. Lúc mình mới ra thì cũng không biết, thấy nó chắc hỡi ôi, nhưng mà nghe nó còn la được, đúng là thiệt tình là lúc đó sợ là chắc nó nghĩ là nó chết, tại vì hẻ nó là nhỏ quá. 16 giờ 55 phút, nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 5, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương trú đóng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên lập tức đến hiện trường và triển khai những công việc cần thiết. Đây là một tai nạn hy hữu chưa bao giờ xảy ra trong thực tế và cũng chưa bao giờ được đưa vào tình huống giả định trong công tác tập huấn cứu nạn cứu hộ. Vì vậy, công tác cứu hộ triển khai còn nhiều lúng túng, phương tiện thiếu thốn, chưa đáp ứng được nhu cầu cấp bách đặt ra. Nhưng mọi công việc có thể làm đã được triển khai nhanh chóng, các phương tiện đào bới đã được huy động. Một ban chỉ đạo tạm thời dưới sự chỉ huy của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên và Trung tá Nguyễn Ngọc Phước, trưởng phòng, hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy và cứu nạn cứu hộ được thành lập và triển khai những công việc cần thiết cho các tổ. Con thấy dễ thở hơn chưa? Tổ tiếp nước và oxy duy trì sức khỏe cho nạn nhân. Tổ tâm lý có nhiệm vụ trò chuyện giữ nạn nhân luôn luôn tỉnh táo, có một tâm lý ổn định. Tổ trinh sát nắm bắt tình hình và diễn biến sự việc, nhanh chóng báo cáo ban chỉ đạo. Bước đầu, lực lượng cứu nạn cứu hộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, một vấn đề mới phát sinh làm cho ban chỉ đạo lo lắng. Con cứ động miếng cho tay cho chú thấy nhóm nãy đi. Tú Anh ơi, con ráng lên Tú Anh ơi. Tú Anh ơi, con ráng lên Tú Anh ơi. 17 giờ. Mọi nỗ lực của tổ tâm lý được trả lời bằng sự im lặng. Có thể nạn nhân đã ngủ, hoặc nạn nhân có thể bị ngất do hoảng loạn, la hét quá mức, và điều tồi tệ có thể đặt diễn ra. Trước tình huống đó, ban chỉ đạo quyết tâm không bỏ cuộc, chỉ đạo tổ tâm lý cố gắng bằng mọi cách liên lạc với nạn nhân và không được để lộ, ảnh hưởng đến tâm lý anh em cứu nạn đang làm nhiệm vụ. Một báo cáo ngắn xin ý kiến chỉ đạo từ ban giám đốc được thực hiện. 17 giờ 30 phút. Gần 100 chiến sĩ thuộc các phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1, 2, 3 đóng trên các địa bàn lân cận như thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An được tăng cường đến hỗ trợ. Hàng trăm người thuộc các lực lượng công an, quân sự, dân quân và y tế cũng được điều động đến hiện trường cùng nhiều phương tiện cứu nạn, cùng với hơn 40 bình oxy và máy nạo oxy ở các nơi được trưng dụng đến hiện trường phục vụ công việc cứu nạn. Thông tin từ tổ trinh sát cho biết, đây là một giếng khoan công nghiệp có đường kính khoảng 40 cm, bên trong đặt một ống nhựa có đường kính 140 mm, độ sâu của giếng khoảng 80 m. Nạn nhân là một bé gái 7 tuổi bị mắc kẹt giữa khe hở của thành giếng và ống nhựa có độ hở khoảng 20-25 cm. Vị trí nạn nhân bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 9 m. Công việc cứu nạn đã được triển khai.
một tín hiệu vui và lạc quan trở lại với lực lượng cứu hộ. Nạn nhân đã nghe và trả lời tổ tâm lý. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành công của công tác cứu hộ. Thực hiện sự chỉ đạo của ban giám đốc, ban chỉ đạo hiện trường đã cho máy cuốc mở rộng miệng giếng, tạo điều kiện để lực lượng cứu nạn dùng cuốc xẻng đào đất tiếp cận nạn nhân. Đây là một công việc cực kỳ phức tạp và khó khăn. Chỉ một sơ suất nhỏ trong việc đào bới của anh em chiến sĩ có thể làm đất đá rơi xuống miệng giếng, gây nguy hiểm cho nạn nhân và có thể chèn lấp miệng giếng, làm nạn nhân ngạt thở, gây khó khăn cho công tác cứu nạn. Việc xe cuốc mở rộng miệng giếng một bên sẽ tạo ra một vách thẳng đứng, dễ xảy ra hiện tượng sạt lở. Điều này không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân, mà còn biết bao chiến sĩ đang thực hiện công tác cứu nạn dưới hố sâu. Buộc ban chỉ đạo điều động thêm xe cuốc mở rộng miệng giếng hai bên. Càng xuống sâu nền đất yếu dễ bị sụt lún chèn lấp miệng giếng do tác động cùng lúc các xe móc lần này, gây thiếu oxy cục bộ nạn nhân và những người ở bên dưới. Buộc ban chỉ đạo phải điều chỉnh lại phương án cứu nạn ban đầu theo ý kiến của bộ phận tham mưu. 19:30, một miệng giếng có hình rẽ quạt khổng lồ có chiều dài 20m, chiều rộng 12m và chiều sâu khoảng 5-6m. Hàng trăm khối đất được đưa lên chất như núi, chiếm hết không gian. Ban chỉ đạo phải huy động thêm xe cuốc, xe ben đến để chuyển số đất này đi nơi khác, tạo mặt bằng thông thoáng, bảo đảm cho công tác cứu nạn diễn ra thuận lợi. Sau hơn 3 giờ đào cắt lẻ, các chiến sĩ thay phiên nhau làm việc không ngơi nghỉ, dù chỉ tích tắc, độ sâu được rút ngắn còn khoảng 2-3 mét nữa là tiếp cận được nạn nhân. Những giây phút chờ đợi, sự mệt mỏi, chuẩn bị nhường chỗ cho niềm vui và hạnh phúc, một cuộc đoàn tụ không ai nghĩ đã gần đến. Và công việc xác định lại chính xác vị trí để tiếp cận nạn nhân an toàn, thì một thông tin như sét đánh thiêu rụi mọi hy vọng. Cháu Tú Anh. Đào nữa đâu, kéo cháu lên đi. Những cái tiếng nói của bé, những tiếng nói vọng của bé lên, đó là cũng là một cái động lực để tất cả các cán bộ chiến sĩ hôm đó cố gắng để thực hiện cái nhiệm vụ của mình, mặc dù là cái thời gian nó có dài. Chỉ cần 2 triệu quyết tâm của cháu thôi, thì lực lượng cứu hộ ở trên chúng tôi cảm thấy rằng cái trách nhiệm vô cùng lớn. Câu nói của cháu Tú Anh là sự khao khát được cứu sống của một đứa trẻ
mà mọi người phải suy nghĩ. Buộc ban chỉ đạo phải biến bế tắc tuyệt vọng thành quyết tâm, phải cứu sống cháu tôi. Đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm và là mệnh lệnh đặt ra đối với ban chỉ đạo cũng như toàn thể những con người đang ở hiện trường trực tiếp cứu cháu Tu Anh. Hồi chiều theo ủy ban báo lại đó là đã có kéo rồi mà kéo không được, giờ khả năng bé tụ nữa, và tình huống xấu nhất nữa là bé nó ngủ, nếu mà nó ngủ thì cái người nó sẽ mềm ra, và nếu như vậy thì nó khả năng nó sẽ tụ nữa, thì lúc đó khó khăn cho công tác cứu hộ. Thì bây giờ đề xuất phương án là làm một cái thằng lộn xuống hướng dẫn bé cầm vô tay để cố định giữ bé lại ở cái vị trí đó để chúng ta tiếp tục là đào xuống để chúng ta làm. Tôi là tôi thấy đồng chí Tra đưa ra cái phương án là cột dây để giữ bé lại cái để giữ trong cái tác hộ an toàn, thì cái này là khả thi. Còn các chỉ đưa ra các phương án mà cho bé nắm thì cái này tôi thấy còn đề nghị chỗ các chỉ báo lại ban chỉ đạo để tiếp tục là đưa ra để quyết định chúng ta thực hiện. Cho anh em nó mở rộng cái miệng hố ra nữa, giờ đất cho nó rộng ra để tạo cái mặt bằng thì mới đào sâu được. Cho anh em nó tiếp oxy, cho nước uống rồi này khác, hướng dẫn cho cháu nó uống, cho nó động viên anh. 21:30 trời đổ mưa. Tạo cái nam này bên của ban chỉ đạo để chống cái sạt lở. Và tới bây giờ là đang chuẩn bị mưa. Đây là vùng đất thấp nên chỉ cần một cơn mưa nhỏ có thể gây sạt lở sẽ chôn vùi tất cả. Thời tiết mà trời mưa đổ mưa thì vô tình thì cái khe giếng đó và cái hố của mình đào khoảng 4 thước vuông đó, một cạnh 2 thước nhân 2 thước là cái hố là để mà chúng ta đào bằng tay, thì đó là sẽ là một cái rúng để mà thu hồi nước, một cái giống như cái phễu thu hồi nước vậy đó. Mà nếu mà nước mà đổ xuống thì như vậy thì cái sự sống của bé Nguyễn Trần Tú Anh là sẽ bị đe dọa trực tiếp. Bạt tre, máy bơm nước công suất lớn và phương án thu hồi nước đã chuẩn bị nhưng không có cơ hội dùng đến vì may mắn mưa đã tạnh. Ở độ sâu trên 6 mét, một trở ngại mang tính chất nguy hiểm đã lộ rõ. Nền đất đa tầng yếu dễ gây sụt lún do chấn động của xe móc gây ra, có khả năng làm lấp miệng giếng. Ban chỉ đạo đã ra lệnh ngừng mọi việc đào bới. Cái lớp đất này á, là lớp đất cát mình đã đào xuống rồi, bây giờ đụng lớp đất sét rồi, đất sét qua, cho nên á, cái khả năng thi công mà bằng xe cơ giới nữa nó rất là khó. Bây giờ anh em đề xuất xem có cái cách nào khác để mà tiếp cận cháu bé nhanh nhất hay không. Giờ nếu mà cái xe cuốc mà giờ đào nữa thì có cái tình hình có thể là nó sụp lỗ, tại vì nếu mà đào sâu hơn nữa thì nó cái xe cuốc đào lớn, dạ nó có thể tác động lực làm sạt thành giếng, dạ đúng. Đề xuất anh Năm xem là có thể huy động được cái lực lượng đào giếng chuyên nghiệp ở địa phương anh Năm. Dạ bình không, dạ, ở xã Tân Hiệp mình có cái lực lượng đào giếng chuyên nghiệp không? Dạ báo chú Năm có, mấy anh em cũng đang làm cống và hạ cống cho hộ gia đình có nhu cầu á. Thì nếu trong khả năng, nếu mà ban chỉ huy thống nhất ở địa phương phải huy động mấy anh em đó trực tiếp vô là huy động cái lực lượng đi. Huy động lực lượng vô. Trong lúc anh em ở xã liên lạc với chỗ lực lượng đào giếng, dạ. Thì tôi đề nghị anh em cứu hộ của mình tổ chức lực lượng bố trí
san lấp cái mặt bằng cho nó rộng ra để cho anh em đào giếng thi công. Thời gian cứu nạn kéo dài, càng về khuya sự mệt mỏi càng nhiều, khó khăn ngày một lớn. Nhưng lực lượng cứu nạn dường như không cảm nhận được, vì một quyết tâm đầy tính nhân văn và tình người đưa cho được cháu Tú Anh ra khỏi giếng nhưng phải còn sống. Quy cách giếng đào được ban chỉ đạo đặt ra, đường kính từ 80 đến 120cm, đào phải thẳng song song và cách miệng giếng nạn nhân khoảng 40cm, độ sâu vừa đủ vượt qua vị trí nạn nhân khoảng 10cm. Sau đó đục một lỗ thông qua có chiều cao khoảng 60cm và đủ rộng để tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Việc ban chỉ đạo đưa ra yêu cầu trưng dụng lực lượng đào giếng chuyên nghiệp mà không sử dụng chiến sĩ cứu nạn tại hiện trường quy cách giếng đào là một sự tính toán khoa học và hợp lý, dựa trên khả năng đáp ứng công việc và thời gian không cho phép kéo dài, điều kiện địa chất và tính chuyên nghiệp của từng con người. Trình đào phải thường xuyên đo cái độ sâu, kiểm tra cái độ sâu đó. Tìm mọi cách giữ cháu bé ở cái chỗ vị trí đó nha, động viên cháu đó. Bây giờ con nói chuyện với chú nha, mất 3 giờ chiều rồi ngủ hoài à nha. Chú anh ơi rồi em ơi, rồi chơi bao đi. Heo ơi, con nói cho nó ngủ miếng này heo. Nó tự xử lý được anh ơi. Con này nó biết rồi. Con cho nó nghỉ xíu em vô luôn kêu nó. Sau gần 10 giờ chờ đợi, trải qua bao khó khăn, mệt, đói và lạnh, kết quả là một sự im lặng. Một giờ 35 phút sáng ngày 5 tháng 8 năm 2015. Thông thường, khi tiếng hữu còi của xe cấp cứu vang lên là kèm theo một nỗi buồn. Nhưng hôm nay lại khác. Âm thanh ấy hòa cùng tiếng vỡ òa tạo thành bài ca chiến thắng đầy tình người, lòng quả cảm và quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, quần chúng nhân dân đấu tranh với thời gian đẩy lùi những khó khăn để giữ lại sự sống cho một sinh linh bé bỏng. Bài ca ấy là lời chúc phúc cho cháu Tú Anh vượt qua lưỡi hái của tử thần, giành lại sự sống bằng chính nghị lực phi thường của mình, và cũng là sự tán thưởng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương bình tĩnh, quyết đoán và ứng phó thông minh với hoàn cảnh, đưa ra những phương án khoa học hợp lý kịp thời với một quyết tâm cứu sống cháu Tú Anh. Có thể họ không tin vào sự thật. Nhưng sự thật một tai nạn đã xảy ra. Và họ đã làm điều không tưởng thành công.